Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay Trung Kiên giới thiệu với mọi người nô hồng cổ Sapa. Loại này thì đều trồng ở trên bịch vải hết rồi nhé. Và cái cây của nó thân rất là óng thân. Các bạn nhìn xén rất ngon lành rồi. Như loại này các bạn về chỉ cần lên chậu và chơi luôn được nhé. Với những cây như thế này thì độ thoát thân của nó từ 40 phân cho đến 70 phân nhé. Cây cao nhất loại này thì mình đang làm dạng theo kiểu dạng cây nùn, nên là mình để thoát thân từ 40 phân cho đến 60 phân. Cây nùn thì thân nó sẽ to hơn và bóng nó sẽ dày hơn nhé các bạn nhé. Những cái loại này thì hoành của nó thì từ 7, 8, 9, cây to thì được 10 và thoát thân từ 40 đến 70 phân. Bóng nó khoảng độ tầm 1 mét, chiều cao thì khoảng độ tầm 1m2, mét, từ mét 2 đến mét 4 nhé. Cây bóng rất là đẹp. Mà hầm mùa này mà bóng tàn như này là hàng rất là cực kỳ đẹp rồi ạ. Như cây này thoát khoảng 70 phân. Cây rất là óng thân nhé. Như cây này thì hoành 10 rồi. Ở đây thì số lượng cũng khá là nhiều nên là các bạn tha hồ để mua nhé. Nếu các bạn mua sỉ thì có thể liên hệ trực tiếp với Trung Kiên. Số điện thoại của vườn nhà mình là 03542 55055 nhé. Đây là mặt bông của hoa hồng cổ Sapa. Hoa hồng cổ Sapa thì nó đã thuần của Việt Nam rồi nên là cây nó rất là khỏe. Và với những các bạn mà trồng 1-2 cây thì cái bệnh nó sẽ không có nhiều, bởi vì trồng nhiều, trồng số lượng nhiều hoặc là cả làng trồng ấy, thì cái bệnh nó mới có nhiều thôi, nên là các bạn cứ yên tâm. Còn với hồng cổ thì hoặc là các loại hồng thì các bạn nên để ý hai cái bệnh hay gặp nhất của hồng, đấy là bệnh nhện đỏ và bệnh phấn trắng. Và có thêm một cái là bệnh đốm lá. Có ba cái mà các bạn nên để ý thôi. Có rất nhiều cây óng đẹp. Loại này thì các bạn mua sỉ hay mua lẻ thì mình đều có thể bán cho mọi người nhé. Các bạn có nhu cầu mua hồng cổ Sapa thì vui lòng liên hệ với Trung Kiên nhé. Số điện thoại của mình là 0977 999 046. Số Zalo của vườn là 03542 55055 nhé. Về giá thì những cái loại này các bạn vui lòng liên hệ với số Zalo. Mình sẽ gửi cây cũng như là gửi hình ảnh để cho mọi người và giá cho mọi người để mọi người chốt nhé. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.